một chiếc siêu phẩm từ bơ. Nó vừa thích và ôm sát với cái phần mặt của mình ăn luôn. Cái sợi này ok nhá. Chỉ còn 5 giây thôi là miếng mặt nạ đã ở trên mặt của Thích Hưng rồi. Cảm giác làn da như đang được ngậm nước. Có nhiều người thích quá. Được không lắm nhá. Nên chạy hỏi đâu? Lén sử dụng trước là bơ. Cái da lén không? Cực kỳ lắm nói. Trời ơi, make up xong luôn nhưng mà mọi người nhìn đi nè. Trời ơi, là da mình rất là mềm luôn. Khổ 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 cái này. Nó xe để cho những cái dưỡng chất này nó tiếp tục nó thấm vô. Nó hút hết vào da của mình và nó căng bóng một cách tự nhiên. Căng tăng và nó kiểu như nó đàn hồi thì rất là đẹp nha. Nó còn rõ ràng hơn. Kiểu nó căng bóng luôn. Trời ơi sao mẹ đắp vô cái mẹ son mẹ thấy mẹ đẹp hơn không? Đắp da mặt láng nha. Mà còn hồng hào nữa mẹ. Ngái cười hồng hào cảm thấy rất là xe khích mềm mượt. Trong này sức sống hơn. Tụi hai tuần sau tuần thì lại đắp lên tuổi. Bắt đầu cái này ra cũng sáng hơn. Từ bơ nhé.